Chào mừng các bạn anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Và hôm nay video này chúng em tiếp tục lên sóng với những cặp chân dài. Những cặp chân dài này của chúng em thường xuất hiện trên những cậu bộ combo hay những video test hàng gửi đi cho các anh em rất là nhiều. Đó là những đôi loa cây Kenwood sở hữu cho mình hai bát điện 25. Và đây thì hôm nay em trưng ra hai đôi, em sẽ test lần lượt. Một đôi dành cho bác khách hàng của em ở Bắc Giang, đó là chú cầu. Chú đã cọc cho bên chúng cháu 1 triệu đồng và số tiền còn lại thanh toán cho chú khi chú nhận đơn một đôi loa Kenwood là 4 triệu 7. Cháu sẽ gửi xe cho chú cầu nhé. Và tiếp tục đơn thứ hai, vâng ạ, tiếp tục đơn thứ hai, đó là đơn của anh Đông, anh ở thành phố Hà Giang. Với combo này của anh Đông là 9.800.000 đồng, cộng thêm 1 triệu anh đặt cọc nữa là tổng là 10.800.000, gần 11 triệu đồng. Một cấu hình combo karaoke gồm một đôi loa cây Kenwood, một chiếc âm ly Jaguar 506N bản nhập khẩu China về, có Bluetooth, có USB, có các cạc thẻ nhớ đấy. Con này thì sử dụng rất là thích, hát karaoke cực phê trên cái cấu hình này. Và chúng em không quên tặng cho anh một món quà tri ân, đó là một chiếc mic dây cao cấp đến từ Subox, model là SM2000 màu vàng gold đấy ạ. Tất cả những cái sản phẩm này thì chúng em sẽ test lần lượt, xong rồi sẽ đóng hàng gửi đến chú cầu và anh Đông. Những cái sản phẩm như những đôi loa cây Kenwood này, xin nói thêm về đôi loa cây Kenwood này, sở hữu cho mình chiều cao 1m15 phân, 1m15 phân, và hai con bát điện 25 này nó đánh rất là kinh khủng khiếp luôn bát đấy. Và một con chung 15, một con chép giấy, một con chép siêu chép màu đen nhé, màu đen, tông chủ đạo màu đen, và có những cái điểm nhấn màu bạc trắng sáng bạc kim cương đấy ạ, rất là sang trọng. Có mặt e căng và em đang tháo e căng ra để lộ cho những con bát và những con chép cho nó thêm phần hầm hố cho những cái đôi loa cây này. Chờ một chút qua quảng cáo, ok. Em sẽ tăng volume lên để cho nhường lại cái thời gian để cho những cặp loa cây này nó trình diễn nhé. Sao hoa như nhau.